đi coi ngày, xem cái ngày nào mà mình đóng con vậy. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng khiến anh cười. Nếu em làm như thế trông em có hỏng không? Đem người vô nhà thương, đem người vô nhà thương, đem người vô nhà thương để thương. Giây phút em gặp anh, em biết anh si tình, tình 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 tăng tăng. Đầu tiên mình sẽ đến với phần hợp âm, sau đó sẽ vào với phần đệm hát nha. Mình sẽ có hợp âm rê thứ, ký hiệu là chữ DM. Thì ở cái hợp âm rê thứ này á, các bạn có thể bấm rê thứ cũng được, hoặc là rê thứ bảy cũng được nha. Nếu mà rê thứ bảy thì các bạn thêm ngón út vô vị trí dây 1 ngang 3 nè. Đó. Có nghĩa là mình bấm rê thứ cũng được, hoặc rê thứ bảy cũng được nha. Rồi tiếp theo là son 7, ký hiệu là chữ G7. Mi thứ 7, ký hiệu là EM7. La thứ 7 là các bạn không cần giữ gì hết. Rồi, mình sẽ có bốn hợp âm đó thôi. Vào với phần đệm hát thì mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là mình có thể chơi cái điệu này nó rất là dễ nè. Còn cách thứ hai thì mình sẽ quạt. Đó, các bạn có thể chọn một trong hai cách để mình chơi cho cả bài, hoặc là mình kết hợp cả hai vô đều được nha. Bây giờ Dung sẽ nói về cách dễ trước nè. Các bạn sẽ đánh nè. Móc, đập, móc, móc, đập. Móc là các bạn sẽ móc 4 dây đàn ra cùng một lúc luôn. Còn đập là mình sẽ co tay lại, mình đập vô dây đàn nè. Móc, đập, móc, móc, đập. Đó, thì các bạn có thể đọc tiết tấu ra ngoài miệng, xong rồi mình đánh cái tay theo nha. Móc, đập, móc, móc, đập. Rồi chuyện hợp âm cũng đánh từ đầu cũng thức luôn. Móc, đập, móc, móc, đập. Móc, đập, móc, móc, đập. Móc, đập, móc, móc, đập. Đó, mỗi hợp âm các bạn sẽ đánh một lần công thức này ha. Và mình cứ lặp đi lặp lại liên tục. Làm lại lần nữa nào. Móc, đập, móc, móc, đập. Móc, đập, móc, móc, đập. Rồi, vô với câu hát nè. Cái hợp âm rê thứ đầu bài á, các bạn sẽ đánh móc xong rồi mình mới bắt đầu mình hát nha. Ôi 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 ôi, sao mấy cái lần đầu mà đầu mình quay quay. Anh ơi anh à, anh móc bù gì mà làm em yêu vậy. Baby baby baby, em đã từ đầu baby can you stay. Mai đi coi ngày, xem cái ngày nào thì nhà mình đứng con vậy. Một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế chung em có hận không? Người thương đem người vui nhà thương, đem người vui nhà em để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tình. Như vậy là với cái tiết tấu này các bạn có thể chơi cả bài luôn nha. Mình đến với cách thứ hai, đó là quạt. Các bạn sẽ quạt như thế này. Xuống, lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên. Mình có thể quạt xuống bằng móng ngón trỏ, quạt lên bằng móng ngón cái nè. Mình sẽ chập tay vô như thế này. Hoặc là các bạn dùng một ngón trỏ. Xuống, lên, đập. Xuống, lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên. Xuống, lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên. Đó, đầu tiên các bạn có thể tập chậm như vậy trước ha. Sau đó mình sẽ tăng tốc dần lên. Và cũng mỗi hợp âm đánh một lần công thức này luôn. Xuống, lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên, xuống. Lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên, xuống. Lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên, xuống. Lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên.
Rồi mình làm lại lần nữa nha. Xuống, lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên, xuống, lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên, xuống, lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên, xuống, lên, đập, xuống, lên, xuống, 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 lên. Ở cái hợp âm rê thứ đầu bài á, các bạn sẽ quạt xuống, xong rồi mình mới vào câu hát ha. Đến những phần lyric tiếp theo các bạn cũng chơi tương tự như vậy luôn nha. Mình có thể đánh móc đập cũng được hoặc là quạt cũng được. Tới đâu thì tới, tới đâu thì tới, em cũng chưa biết tới đâu. Thế thì điều khó không được đâu, tình tình thế nào. Đó, đại khái là như vậy ha. Dung không có nhớ cái giai điệu khúc sau á. Nhưng mà mình cũng quạt cái tốc độ đó và mỗi hợp âm đều đánh một lần công thức như vậy nha.